Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, anh Đinh Văn Nam, sinh năm 1972, cầm bình xịt dầu tại vị trí đang thi công lưu đè mặt đường để thảm bê tông nhựa. Cùng lúc tại vị trí này có hai xe lưu làm việc. Bất ngờ, một chiếc xe lưu đã đụng vào anh N, khiến anh này ngã xuống và bị xe cán tử vong tại chỗ. Công nhân cầu đường bị xe lưu cán tử vong trong lúc đang làm việc. Hai thanh niên thương vong, nghi sau vụ mang hung khí rượt đuổi nhau, ôm cua lấn làng, xe tải tạt ngã xe máy rồi bỏ đi luôn. Video từ camera quan sát cho thấy chó cưng tỉnh dậy bật bếp giữa đêm làm cháy nhà. Công nhân cầu đường bị xe lưu cán tử vong trong lúc đang làm việc. Nam công nhân đang cầm bình xịt dầu trên mặt đường để thảm bê tông nhựa thì gặp tai nạn tử vong tại chỗ. Trưa 4 tháng 7, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến hiện trường tai nạn để khám nghiệm và lấy lời khai của các nhân chứng, tiến hành điều tra vụ tai nạn hy hữu. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 4 tháng 7 trên đường Hàm Kiệm, Tiến Thành thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, anh Đinh Văn Nam, sinh năm 1972, cầm bình xịt dầu tại vị trí đang thi công lưu đè mặt đường để thảm bê tông nhựa Cùng lúc tại vị trí này có hai xe lưu làm việc. Bất ngờ, một chiếc xe lưu đã đụng vào anh N, khiến anh này ngã xuống và bị xe cán tử vong tại chỗ. Hai thanh niên thương vong nghi sau vụ mang hung khí rượt đuổi nhau. Chiều ngày 4 tháng 7, ông Vũ Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình cho biết Đêm 3 tháng 7, trên địa bàn có xảy ra vụ việc khiến cho một người tử vong, một người bị thương. Tôi được biết, nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí lùa, ép và chém nhau. Còn nguyên nhân người đàn ông tử vong cụ thể do tai nạn giao thông hay bị các đối tượng đánh thì đang đợi cơ quan chức năng điều tra. Ông Ngọc thông tin thêm. Trước đó, đêm 3 tháng 7, gần khu vực núi Lớ, đường Tràng An, thuộc địa bàn xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, xảy ra vụ việc khiến cho một người bị thương và một người tử vong. Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành rà soát, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ôm cua lấn làng, xe tải tạt ngã xe máy rồi bỏ đi luôn. Tình huống diễn ra vào sáng 4 tháng 7 ở thị trấn Na Dương, tỉnh Lạng Sơn khiến cộng đồng mạng bức xúc. Mong rằng cảnh sát giao thông sẽ truy tìm tài xế xe tải và xử lý theo đúng quy định pháp luật theo đó, chiếc xe tải nhỏ đã ôm cua với tốc độ cao, chạy lấn hẳn sang làng đường ngược chiều. Khi vừa qua khúc cua, có lẽ tài xế thấy xe có camera hành trình ở hướng ngược lại, nên đã lập tức bẻ lái để xe trở về đúng làng đường của mình, quệt ngã người đi xe máy cùng chiều. Việc đi ẩu gây tai nạn cho người khác và bỏ chạy của tài xế xe tải được cho là thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác cần bị xử lý nghiêm để răng đe. Về mức phạt đối với người điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông không dừng lại, Nghị định 100 quy định mức xử phạt hành chính 16 đến 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng. Tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định đối với khung hình phạt tù từ 3 đến 10 năm. Video từ camera quan sát cho thấy chó cưng tỉnh dậy bật bếp dưới đêm làm cháy nhà. Sau một vụ hỏa hoạn ở Mỹ, cảnh sát đã điều tra và công bố đoạn video trích từ camera an ninh cho thấy thủ phạm chính là chú chó của gia đình. Báo thủ này đang đêm bỗng nhiên tỉnh dậy vào bếp bật bếp gây ra vụ việc. Sở cứu hỏa thành phố Colorado Springs, bang Colorado của Mỹ, nhận được một cuộc gọi báo cháy vào dạng sáng ngày 26 tháng 6. Họ lập tức cho xe cứu hỏa lên đường và đến địa điểm được thông báo vào khoảng 4 giờ 43 phút theo ABC News. Tuy nhiên khi đội cứu hỏa đến nơi thì gia đình đã tự dập tắt được đám cháy trong bếp bằng những thứ sẵn có như bình cứu hỏa. Người chủ nhà là nam giới được đưa vào bệnh viện để điều trị do hít phải khói. Ngoài ra không có người hay vật nuôi nào trong nhà bị thương, nhưng ngôi nhà bị hư hại đáng kể nên cả gia đình phải tạm chuyển đến nơi khác. Dù vụ cháy đã được dập nhưng phía sở cứu hỏa vẫn điều tra và họ vừa công bố đoạn video cho thấy nguyên nhân cháy. Hóa ra chú chó trong gia đình nói trên đang đêm bỗng tỉnh dậy đi vào bếp, bám chân lên mặt bếp và bật bếp lên, khả năng lớn là vô tình rồi bỏ đi. Ở trên bếp lại có mấy chiếc hộp nên chỉ sau vài giây lửa bắt vào đó và gây hỏa hoạn. Cả căn bếp mù mịt khói. Cũng may là người trong nhà tỉnh dậy kịp thời ra nóng và đã dập được lửa trước khi lửa lan ra ngoài phòng bếp. Sau khi đoạn video này được công bố, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng gia đình trong vụ việc đã rất thiếu cẩn thận khi để nhiều hộp bằng giấy, bìa lên trên bếp. Còn các nhà chức trách thì nói vụ việc này cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc về phòng cháy Chẳng hạn người dân nên lắp chuông báo khói ở mỗi phòng trong nhà để những vật dễ cháy tránh xa mặt bếp, lò. Chuyển cơ quan điều tra vụ xe buýt chèn ép nhau trên quốc lộ. Chiều ngày 4 tháng 7, một cán bộ trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An cho biết vụ việc hai chiếc xe buýt rượt đuổi. Chèn ép nhau trên quốc lộ 1A đã được chuyển cho công an huyện Diễn Châu tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo vị cán bộ này, sự việc không đơn thuần sẽ xử lý hành chính như ban đầu. Khi vào cuộc và làm việc với các bên, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Một cán bộ công an huyện Diễn Châu cho biết thêm, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc. Chúng tôi đang tập trung để làm rõ về tội gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định, đảm bảo khách quan và tính gian đe. Đây là vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo xử lý cương quyết. Vị cán bộ công an huyện Diễn Châu nói: Như đã thông tin, mấy ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút về việc hai xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An. Sự việc được cho là xảy ra chiều ngày mùng 2 tháng 7. Chiếc xe buýt của hãng Đông Bắc chạy phía trước xe buýt hãng Thạch Thành. Dù tài xế xe buýt Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu xin vượt nhưng tài xế xe buýt Đông Bắc liên tục đánh võng, chèn ép không cho đối phương vượt lên. Quãng đường hai chiếc xe buýt này làm siếc kéo dài khoảng 1 km trên quốc lộ 1A. Đoạn đường này đi qua khu vực đông dân cư ở thị trấn Diễn Châu, thời điểm xảy ra vụ việc trên đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập hai lái xe đến làm việc. Tài xế Lê Tuấn Hưng, sinh năm 1993, điều khiển xe buýt hãng Đông Bắc. Tài xế Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1984, điều khiển xe buýt hãng Thạch Thành. Tại cơ quan công an, Hai tài xế thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm. Hầm chui 75 tỷ đồng ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh lại ngập nặng sau mưa. Hơn 20 giờ tối ngày mùng 4 tháng 7, hầm chui trước cổng bến xe miền Đông mới, theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, vẫn còn ngập lênh láng. Theo ghi nhận, nước ngập từ 30 đến 50 cm, kéo dài gần 100 m khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Có người cố chạy qua đoạn đường ngập, xe bị chết máy phải dẫn bộ trong dòng nước đen ngòm. Một số người khác buộc phải quay đầu, chạy ngược chiều, tìm lộ trình thay thế. Nguyên nhân ngập hầm chui là từ 17 giờ chiều, khu vực xung quanh thành phố Thủ Đức có trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ. Hầm chui trước cổng bến xe miền Đông mới có chiều dài 670 m, rộng 8 m, nằm bên phải quốc lộ 1, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, được đầu tư khoảng 75 tỷ đồng. Dù được xây dựng với quy mô hiện đại nhưng từ khi đưa vào khai thác đầu năm 2023, hầm chui này nhiều lần bị ngập gây trở ngại cho việc đi lại của người dân. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa mưa, hầm chui này đã hai lần bị ngập khi có mưa lớn, lần mới nhất là vào chiều ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua. Hôm mùng 9 tháng 5, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư lý giải nguyên nhân ngập hầm chui này là máy bơm bị hư và rác gây nghẹt hệ thống thoát nước. Tại họp báo, chủ đầu tư cam kết sẽ bố trí nhân sự ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống khi chạm bơm xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn rác đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng ngập úng